Kính thưa quý khán giả, hiện nay thì bệnh dại vẫn là một trong các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch có số tử vong trên người cao nhất trên thế giới và Việt Nam của chúng ta thì cũng không ngoại lệ. Bệnh đang có chiều hướng gia tăng tại nhiều địa phương, kể cả ở những tỉnh vốn không phải là khu vực trọng điểm về bệnh dại. Mà nguyên nhân trực tiếp gây tử vong là do virus dại trên người, chủ yếu là do người bị động vật nghi dại cắn cũng hay là không tiêm vaccine. Và nguyên nhân gián tiếp là do tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại trên đàn chó mèo thì còn thấp. Công tác quản lý đàn chó mèo ở một số địa phương thì vẫn còn lỏng lẻo. Và vậy thì để góp phần làm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh dại, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương đã căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đẩy mạnh tăng cường công tác truyền thông phòng chống bệnh dại. Và liên quan đến nội dung vừa nêu, chương trình ngày hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với ông Quách Hoàng Mỹ, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương. Và trước tiên thì xin mời ông Quách Hoàng Mỹ cũng như quý vị khán giả theo dõi phóng sự của chương trình. Ở nước ta, bệnh dại đã lưu hành nhiều năm và là một trong những bệnh truyền nhiễm lưu hành có số ca tử vong trên người cao nhất trong 5 năm qua. Mặc dù đã có vaccine, nhưng thế giới vẫn ghi nhận gần 60.000 ca tử vong vì bệnh dại mỗi năm. Tại Việt Nam, mỗi năm có gần 500.000 người bị chó mèo cắn phải điều trị dự phòng bằng vaccine dại tại các cơ sở y tế và trung bình khoảng 70 người chết vì bệnh dại. Bệnh dại không những gây ảnh hưởng lớn về sức khỏe mà còn để lại gánh nặng về kinh tế xã hội. Nguyên nhân tử vong do bệnh dại trên người là do động vật cắn, cào, liếm vùng da bị tổn thương mà không tiêm phòng vaccine và tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại trên đàn chó mèo đạt thấp. Đây là hai vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại năm 2022-2030, nhằm đạt mục tiêu không còn người tử vong do dại tại Việt Nam. Vaccine ngừa dại cần được tiêm càng sớm càng tốt sau khi bị động vật cắn, cào, liếm trên vùng da bị tổn thương. Cần tiêm đủ liều và đúng lịch theo hướng dẫn của bác sĩ. Những người có nguy cơ phơi nhiễm cao cần được tiêm phòng chủ động, như bác sĩ thú y, người chăm sóc thú, nhân viên phòng thí nghiệm bệnh dại, người giết mổ động vật, chó, mèo, trâu, bò, v.v. Người đi rừng, người thăm dò hang động và công nhân sản xuất sinh phẩm từ bệnh dại, người thường xuyên tiếp xúc với virus dại hoặc với các động vật có thể mang bệnh dại. Khi mà nuôi chó thì mình có tiêm ngừa đầy đủ cho bé theo sổ khám định kỳ để phòng ngừa bệnh dại và an toàn cho cộng đồng, cho mọi người xung quanh. Để chủ động phòng chống bệnh dại, cần thực hiện tốt các biện pháp sau. 1. Tiêm phòng đầy đủ cho chó mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. 2. Không thả rông chó mèo. Chó mèo ra đường phải được đeo rõ mõm. 3. Không đùa nghịch, trêu chọc chó mèo. 4. Khi bị chó mèo cắn, cào, liếm, cần rửa kỹ vết thương bằng nước sạch và xà phòng, đặt liên tục trong 15 phút. Nếu không có xà phòng thì rửa vết thương bằng nước sạch. Đây là biện pháp sơ cứu hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh dại khi bị chó hoặc mèo cắn. Sau đó tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70%, cồn iốt hoặc povidin. Hạn chế làm dập vết thương và không được băng kín vết thương. Đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng vaccine dại kịp thời. Chỉ có tiêm phòng mới ngăn ngừa không bị bệnh dại. Tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự ý chữa bệnh hoặc nhờ thầy lang chữa bệnh dại. Cộng đồng cùng chung tay phòng chống bệnh dại, hướng tới mục tiêu khống chế và loại trừ bệnh dại đến năm 2030. Kính thưa quý vị và các bạn, việc tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thăm trực tiếp tại trường học hay cộng đồng, tuyên truyền vận động người dân nhận thức được sự nguy hiểm của bệnh dại, các biện pháp phòng chống và tiêm vaccine ngay khi bị động vật nghi dại cắn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp mắc và tử vong do mắc bệnh dại là trách nhiệm của cả cộng đồng. Và liên quan đến nội dung này, ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay ông Quách Hoàng Mỹ, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương. Dạ, xin chào ông. Trước hết thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, thưa ông Quách Hoàng Mỹ, trước hết thì có thể ông cho biết bệnh dại là gì cũng như là nguyên nhân và những cái tính chất nguy hiểm của bệnh dại đối với cộng đồng của chúng ta. Trước tiên thì xin nói là về cái tính chất nguy hiểm của bệnh dại. Bệnh dại là một cái bệnh rất là nguy hiểm, truyền nhiễm do cái virus dại từ những cái động vật là hữu nhũ, máu nóng. Dạ. Nó mang cái mầm bệnh và nó truyền đến
Khi mà nó cắn, cào hoặc là liếm trên cái vùng da chúng ta bị tổn thương thì cái nguy cơ nó sẽ truyền cái virus sang người. Và cái virus này khi mà vào cơ thể thì nó có cái chiều hướng nó sẽ đi vào cái hệ thần kinh trung ương và nó đưa đến những cái tình trạng là cái bệnh dạy nặng hơn và đưa đến tình trạng tử vong. Có những cái trường hợp chúng tôi ghi nhận nó rất là ngắn, khoảng chừng hơn mười mấy ngày thôi, khoảng mười, cái trường hợp mà ghi nhận mà ngắn nhất khoảng 14 ngày, và những trường hợp dài hơn thì có thể vài năm. Vậy thì cái nguyên nhân cụ thể như thế nào ông có thể chia sẻ với khán giả của chương trình ạ? Vâng, về cái nguyên nhân cụ thể là do cái virus dại á, nó nằm trong cái nước bọt, thường là nằm trong cái nước bọt của cái con vật. Mà con vật này nó đã bị nhiễm virus dại và khi mà nó lên cơn dại rồi á, thì nó sẽ cơ bản, thí dụ như chúng ta thấy gần chúng ta nhất là chó hay mèo đó, là vật nuôi xung quanh chúng ta. Và nó cũng là nguyên nhân nhiều nhất để mà gây cái bệnh dại trong cộng đồng mình. Thì khi mà nó lên cơn dại á, thì nó sẽ chạy rong ngoài đường và nó sẽ cắn người, cắn vật. Nói chung nó gặp cái gì nó sẽ cắn cái đó. Và khi chúng ta gặp phải những cái trường hợp như vậy thì cái sự nguy hiểm nó sẽ tăng lên. Dạ vâng, và nhân đây thì ông có thể cho biết là công tác phòng chống bệnh dại của tỉnh Bình Dương trong thời gian vừa qua thì đã đạt được những kết quả như thế nào ạ? Ở khu vực phía Nam trong khoảng thời gian gần đây thì khoảng chừng 3 năm gần đây thì cái tình hình dại thì nó có chiều hướng tăng lên. Nhưng mà riêng với Bình Dương mình thì cũng khá là may mắn, nó chúng ta ghi nhận rất là ít trường hợp. Thí dụ như năm vừa rồi chúng ta một trường hợp thôi, nhưng mà cũng không đến nỗi nào, nó chỉ trên cái bầy chó này khác được thôi. Cho nên là khi mà như vậy ấy, thì chúng tôi có sự phối kết hợp ngay từ đầu năm. Nó nhiều bước. Đầu tiên là cái vấn đề mà xây dựng kế hoạch giữa hai ngành, ngành y tế và ngành là bên cái bộ phận Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, bên cái ngành chăn nuôi thú y. Thì có sự phối kết hợp với nhau. Khi mà phát hiện ở trong cộng đồng có một cái con chó chẳng hạn thì bên thú y cũng sẽ báo cho bên này để mà theo dõi có cắn người hay không. Khi mà có cắn người thì mình sẽ nhanh chóng mời những cái người đó, những người nghi ngờ đó là sẽ được đi là tiêm ngừa đầy đủ và được theo dõi giám sát kỹ lưỡng để đảm bảo rằng là cái bệnh dại nó không xảy ra trong cộng đồng. Vậy thì nhân chương trình ngày hôm nay thì ông có thể chia sẻ một số những cái cách mà để cho cộng đồng biết cách là xử trí khi mà chúng ta không may bị động vật nghi dại cắn phải ạ? Vâng. Nếu mà chúng ta chẳng may ha, mà bị có thể là chó, mèo hoặc là trâu bò hay là những cái loại thú hoang khác ở bên ngoài, ví dụ như là chồn, cáo này khác rồi ha, thì nó cắn phải thì chúng ta có thể là nó cắn nè, nó cào hoặc là nó liếm trên cái vùng da của chúng ta mà bị tổn thương rồi đó, thì như là bị cắn thôi. Nó sẽ truyền từ trong cái nước bọt nó, con virus nó sẽ đi vào cơ thể mình và nó lần lần nó đi lên cái hệ thống thần kinh. Và nó đưa ra, nó sẽ đủ lớn, đến giai đoạn nó đủ lớn nó sẽ gây bệnh cho mình. Và có thể nói là gần như 100% trường hợp mà bệnh dại thì đều là tử vong thôi, nếu mà không được tiêm dự phòng. Cho nên là chúng ta phải tiêm dự phòng rất là sớm. Thì các bạn đầu tiên á, là ta phải xem coi cái con vật đó là cái con gì. Để gì thì chúng ta có thể quan sát được nó hay không. Trong khoảng thời gian ha, phải theo dõi con chó đó nữa, hoặc là con mèo đó cắn mình trong khoảng thời gian. Bây giờ xử trí vết thương tại chỗ á, thì chúng ta nên á, dùng nước sạch và xà bông. Xà bông kiểu gì cũng được ha, có thể xà bông cục, xà bông bột, xà bông nước đều được hết, càng đặc càng tốt. Chúng ta sẽ chà lên cái vùng cái vết thương của chúng ta và nhớ là không có nặng bóp nha, để tự nhiên thôi đó. Và sẽ dễ vệ sinh nhẹ nhàng, rửa nhiều lần, tầm khoảng 15 phút. Ví dụ như sau khi mà nó dội nước xà bông lên rồi ha, chờ đó chừng khoảng 30 giây sau thôi, chúng ta sẽ rửa sạch cái xà bông đó ra và dội nước sạch sẽ, chà lần 2, lần 3, lần 4, có thể đủ khoảng tầm 15 phút là được rồi. Lúc đó chúng ta sẽ xử lý bằng những cái khác, nếu mà chúng ta có thể sử dụng là cồn ha, hoặc là cái bovidin gì đó, cồn iốt chẳng hạn vẫn được. Chúng ta sẽ bôi lên cái vết thương. Và có thể nếu mà vết thương quá to, chúng ta có sử dụng băng keo cá nhân này khác rồi các thứ, chỉ băng nhẹ lại thôi, không được phép băng kính cái vết thương. Và nhớ, tôi nhắc nhớ một điều là không được nặng bóp vết thương. Tại vì khi nặng bóp, có nhiều người cái quan niệm họ nghĩ rằng phải nặng bóp như vậy á, thì
cái nọc độc của con chó hay con mèo gì đó nó được ra ngoài, nhưng mà không phải. Như vậy chúng ta vô tình làm cho cái vết thương chúng ta tổn thương, và cái con virus này nè nó sẽ đi sâu nhanh hơn vào cái cơ thể mình đó, cho nên là không được nặng bóp. Và sau đó chúng ta sẽ đến ngay cái cơ quan y tế, trung tâm y tế từ huyện hoặc là một số cái điểm tiêm. Hiện tại giờ là ngoài cộng đồng mình thì có rất là nhiều cái điểm tiêm ở bên ngoài, về cái phía dịch vụ cũng như là của công hoặc của tư đều có nha. Thì chúng ta sẽ đến đó để được tham vấn cũng như là được tư vấn rõ ràng và tiêm ngừa. Thì khi mà thực hiện tiêm ngừa thì các bạn nhớ là nó phải tiêm đúng liều, đúng lịch. Và cái quan trọng nhất của cái việc tiêm ngừa chúng ta là các bạn nhớ không được uống rượu bia trong quá trình chúng ta tiêm ngừa vaccine dạy. Một số những cái công tác trọng tâm trong việc phòng chống bệnh dạy của ngành y tế tỉnh Bình Dương trong thời gian sắp tới như thế nào? Xin mời ông chia sẻ. Đầu tiên của chúng ta là thực hiện cái công tác truyền thông. Truyền thông cho người dân hiểu được là tầm quan trọng, cũng như là cái việc sau khi mà phơi nhiễm với cái bệnh dạy thì cái nguy cơ mắc bệnh như thế nào, để người dân hiểu và sẽ sớm đến với cơ quan y tế để được là tư vấn cũng như là tiêm dự phòng ngay từ sớm. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phối kết hợp với bên cái ngành thú y để mà quản lý được tốt cái đàn là vật nuôi của mình, nhất là những cái con vật nuôi thú cưng này khác đâu ha. Vận động bà con làm sao mà phải thực hiện chăn nuôi thì vẫn là rất một điều rất là tốt, không? Nhưng mà phải tiêm ngừa đầy đủ cho vật nuôi và không thả rong chó. Khi mà thả ra bên ngoài thì phải rọ mõm lại, lỡ chẳng may khi bị chó mèo hay là trâu bò cắn thì phải nhanh chóng đến với cơ quan y tế để được hướng dẫn xử lý vết thương cũng như là tiêm phòng phòng bệnh. Dạ vâng, đó cũng là một trong những cái biện pháp để mà có thể nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh dạy. Thì hiện tại bên phía Bình Dương thì ngành y tế cũng đang chú trọng tới một số cái vấn đề gọi là sự kiện y tế. Thí dụ như ở tại một cái thôn xóm ấp nào đó phát hiện ra có một cái con chó hay là con vật nào đó nó cắn người lung tung chẳng hạn, thì từ cái nguồn thông tin đó thôi thì sẽ được đó là y tế thôn bản báo trở ngược trở về, và chúng ta thu thập những thông tin đó và nhanh chóng đi đến để xem cái sự việc như thế nào và chúng ta sẽ có hướng giải quyết tiếp theo. Thì cái này chúng ta cũng áp dụng rất là nhiều trong khoảng thời gian nhiều năm nay rồi. Vậy thì để công tác truyền thông phòng chống bệnh dạy đạt hiệu quả thì ông có thể có những chia sẻ gì đối với cộng đồng trong chương trình ngày hôm nay ạ? Nếu mà chẳng may mà chúng ta là bị phơi nhiễm, phơi nhiễm đây tức là bị chó mèo hoặc là vật nuôi nào đó phải không, là cắn cào liếm trên cái cơ thể mình, thì là các bạn phải nhanh chóng đến với cơ quan y tế để họ sẽ được sự hướng dẫn đầy đủ và là thực hiện tiêm ngừa đúng liều đúng lịch để là không là bị bệnh dạy, để mà chắc chắn là không bị bệnh dạy đó. Và còn nếu mà đặt trường hợp mà với cộng đồng thì thực sự ra chuyện nuôi chó mèo cái đó là mang tính chất rất là tư riêng của từng người. Có những người rất là thích thì cái này mình cũng không thể nào mà cấm được. Thì khi mà chăn nuôi thì nuôi chó mèo thì các bạn nên là lưu ý là thực hiện tiêm ngừa đầy đủ cho cái vật nuôi của mình nha, đầy đủ và là hàng năm theo cái khuyến cáo của cái bên bộ phận bác sĩ thú y, ta sẽ có cái hướng dẫn cho mình cụ thể. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà hạn chế cái việc mà thả chó rong ngoài đường hoặc là khi mà cho nó đi ra ngoài thì nhớ rọ mõm lại. Đó là những cái khuyến cáo quan trọng. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Quách Hoàng Mỹ đã dành thời gian chia sẻ với chương trình ạ. Cảm ơn. Kính thưa quý khán giả, mỗi chúng ta đều có nguy cơ mắc bệnh dạy rất cao khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn, cào xước, tổn thương da. Chính vì vậy, cộng đồng cần phát huy hơn nữa ý thức cá nhân cùng tinh thần trách nhiệm, nhắc nhở nhau về tính chất nguy hiểm của bệnh dạy, cách phòng tránh bệnh dạy và cùng thực hiện cam kết 5-0. Không nuôi chó mèo mà không tiêm phòng dạy, không nuôi chó mèo chưa khai báo với chính quyền địa phương, không nuôi chó mèo thả rong, không để chó mèo cắn người, không nuôi chó mèo gây ô nhiễm môi trường. Cộng đồng cùng chung tay phòng chống bệnh dạy hướng tới mục tiêu khống chế và loại trừ bệnh dạy đến năm 2030.